Chiều ngày 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Hoa Đà Lạt – Bản giao hưởng sắc màu. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 là sự kiện nhằm tiếp tục khẳng định Đà Lạt là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và nằm trong nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á. Festival Hoa lần này sẽ bao gồm 10 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng cùng nhiều hoạt động mới mẻ, hấp dẫn từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2024 tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Việt Nam. Chương trình khai mạc hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nghệ thuật hoành tráng với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Sân khấu sẽ được thiết kế tinh xảo, kết hợp giữa các nghi lễ truyền thống của các dân tộc địa phương và các hình thức nghệ thuật hiện đại, đánh dấu sự đổi mới và sáng tạo của kỳ lễ hội lần này. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, phần lễ sẽ được tổ chức ngắn gọn, tạo điều kiện cho người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kịch bản chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 sẽ diễn ra trong khoảng 80 phút. Phần lễ và các hoạt động nghi thức được dự kiến trong khoảng 20 phút, ngắn hơn đáng kể so với các kỳ tổ chức trước đây. Còn lại là phần hội với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn. Đặc biệt, lễ bế mạc sẽ có phần hội chào đón năm mới 2025 và bắn pháo hoa tầm thấp. Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc thì chúng ta sẽ thực hiện mà theo cái phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt là kêu gọi xã hội hóa bằng tiền mặt, bằng các cái chương trình, bằng các cái sản phẩm cụ thể. Và sở cũng đã có kế hoạch sau khi hoàn chỉnh thì sẽ có phát động trong toàn ngành du lịch, các cái đơn vị du lịch trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có cái hưởng ứng Festival Hoa bằng các cái chương trình kích cầu du lịch, bằng những cái sản phẩm mới, bằng những cái chương trình cũ nhưng mà tăng thời lượng, tăng chất lượng nhưng mà không tăng giá, rồi là bằng các cái chương trình ngày vàng giờ vàng để mà có thể là miễn phí, có thể giảm giá ở các cái khu điểm du lịch. Thì 6 cái ban của Festival Hoa, ban chỉ đạo, ban tổ chức và 4 cái ban chuyên môn thì đều có các cơ quan thường trực. Thì liên quan đến các nội dung nào thì kính đề nghị là các ông chí giúp với các cơ quan thường trực. Theo báo cáo từ các tiểu ban phụ trách Festival Hoa, các công tác chuẩn bị về mặt hậu cần, chỉnh trang đô thị và đảm bảo an ninh được triển khai. Các tiểu ban đã khẩn trương phối hợp thực hiện để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng trong thời gian tới. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đầy màu sắc và ấn tượng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách trong và ngoài nước khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng.